Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng hôm nay cảm tạ Ngài, tôi có lời của Chúa để chia sẻ với ông bà anh chị em một sứ điệp để gây dựng đức tin, cũng như khích lệ anh chị em đến gần Chúa và nhận được những điều tốt đẹp từ nơi Ngài. Tôi gọi sứ điệp của tôi là câu chuyện người bại có bốn người khiêng. Anh chị em biết ha. Lâu rồi tôi có chia sẻ cho anh chị em câu chuyện người điên. Bây giờ thì chúng ta chia sẻ câu chuyện người bại liệt. Không ạ? Ở trong Chúa có rất nhiều câu chuyện rất là thú vị. Và chúng ta cần phải đọc, biết, hiểu. Và chúng ta nắm bắt được những điều mà chính Kinh Thánh muốn truyền đạt cho chúng ta qua những câu chuyện. Hầu hết trong các sách phúc âm Chúa Giê-xu đã làm đó, thì các sứ đồ đã ký thuật lại bằng những câu chuyện, bằng những cách kể chuyện. Và qua những câu chuyện đó chúng ta học được những bài học thuộc linh. Câu chuyện này được ghi trong nhiều sách, nhưng hôm nay tôi sẽ trích dẫn từ sách Mác. Mác chương 2 từ câu 1 đến câu thứ 12. Đây là toàn bộ câu chuyện mà Mác đã ghi lại cho chúng ta được biết ngày hôm nay. Tôi xin khởi sự đọc lời của Chúa. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào thành Ca-bê-na-âm, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ, có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng: Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngồi một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giê-xu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Này bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha, hay là bảo ngươi rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả để cho ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: Ta bảo ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng: Chúng tôi chưa hề thấy việc như thế này. Amen. Cảm ơn Chúa. Đây là một câu chuyện rất thú vị. Và nhân tiện trước khi chia sẻ lời Chúa, tôi cũng thay mặt Hội Thánh và Mục Dân gửi lời chào đến hết thảy ông bà anh chị em đang theo dõi Hội Thánh qua livestream trên Facebook hiện giờ. Xin Chúa ban phước cho anh chị em, và xin Chúa dùng lời của Ngài để gây dựng đức tin cho ông bà anh chị em khắp mọi nơi, để cho Chúa được vinh hiển và Chúa được làm mọi điều Ngài muốn trên cuộc đời của ông bà anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Dĩ nhiên khi chúng ta đọc câu chuyện này thì chúng ta thấy rõ không ạ, cái nội dung chính của câu chuyện đó là sự tha thứ tội lỗi và sự chữa lành người bại. Thấy rất là rõ, đó là nội dung chính. Tuy nhiên đó, thật thú vị khi chúng ta để ý toàn bộ các chi tiết từng câu mà ông Mác này ông ghi lại cho chúng ta. Giống như nãy người anh em chúng ta nói phải không ạ? Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bể trách, sửa trị, dạy người trong mọi lối công bình. Cho nên cả Kinh Thánh có nghĩa là mọi từ, mọi chi tiết không có thừa đâu, khi chúng ta chịu khó suy ngẫm nó. Đầu tiên anh em thấy ha, khỏi một vài ngày, Chúa trở vào thành Ca-bê-na-âm. Khi chúng ta đọc mỗi câu này thôi đó, tôi tin rằng cũng có một bài học quý giá rồi, chứ đừng nói là nhiều câu, phải không nha? Mỗi câu này thôi. Khỏi một vài ngày, Chúa trở vào thành. Có nghĩa là vài ngày trước, Ngài đi đâu đó? Ngài đi đâu đó? Sau đó thì Ngài trở vào thành. Đây là cách của Chúa. Tôi cho rằng Đức Chúa Giê-xu lúc bấy giờ là một người khá nổi tiếng rồi. Tức là danh tiếng của Ngài đồn khắp nơi, đám đông lúc nào cũng quay xung quanh Ngài.
Và Ngài chữa lành họ, Ngài giảng đạo cho họ nghe. Ngài đi theo họ. Ngài đi đâu, họ đi theo Ngài. Ngài đi đâu thì họ quay quanh và rượt theo Ngài khắp mọi nơi. Tuy nhiên anh chị em thấy ha, Chúa luôn luôn tìm cách để rời xa đám đông. Rời xa đám đông. Đây là chỗ rất thú vị. Dĩ nhiên Ngài đi đâu đó không ai biết. Không ai biết cả. Và tôi đoán rằng Ngài đi cầu nguyện với cha Ngài. Ngài đi tìm một chỗ riêng tư để ở với Ngài. Đây là cách sống và cách phục vụ của Chúa Giê-xu mà mỗi một chúng ta ngồi đây cần phải học tập ở nơi Chúa. Rất thường khi một con người đã nổi tiếng, khi một con người mà có nhiều người cần, khi một con người mà có đám đông quay quanh á, thì hầu hết á, người ta dành thời giờ cho đám đông, cho công việc, cho kế hoạch, cho dự án này nọ dày đặc, từ sáng đến chiều, từ chiều đến đêm, từ đầu tuần đến cuối tuần, và chúng ta không còn thời giờ nào nữa để ở riêng với Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta không thăng tiến mà chúng ta hay bị thụt lùi. Đó là lý do tại sao chúng ta càng đi thì sức lực không lên mà lại đi xuống. Chúng ta càng mỏi mệt trong cuộc sống này, chúng ta càng phục vụ Chúa thì càng thấy mình bị mài mòn đi. Anh em hãy suy nghĩ một chút về điều này. Trước khi mình có thể phục vụ người khác, hãy để Đức Chúa Trời phục vụ mình. Em amen không ạ? Đây là cách của Chúa Giê-xu. Ngài phục vụ thì Ngài làm hết mình. Ngài làm đến mức độ Ngài không có thời giờ để ăn, không có thời giờ để nghỉ, không có thời giờ để ngủ. Nhưng có những lúc Ngài tách rời khỏi đám đông để ở một mình với Chúa. Đây cũng là bài học cho cuộc sống thường nhật của chúng ta nữa, thưa ông bạn chị em. Chúng ta làm gì cũng phải tiết độ. Tiết độ là một trong những bông trái của Thánh Linh. Nếu trong cuộc sống này chúng ta không tiết độ, chúng ta sẽ gục ngã, chúng ta sẽ dễ bị tấn công, dễ bị chán nản, dễ bị rất là nhiều điều xảy ra mà chúng ta không mong đợi. Hãy tiết độ như chính Chúa chúng ta. Amen ạ. Vì vậy, chúng ta bắt chước Chúa ha. Và khi Ngài trở vào, thì đám đông nghe tiếng là Ngài đã trở vào thành rồi. Cho nên họ tìm đến với Ngài, vây kín Ngài, và Ngài bắt đầu giảng lời Chúa cho họ. Và ở đây cũng có một câu hỏi để chúng ta đặt ra, là họ tìm kiếm Ngài để làm gì vậy? Mà sao là họ cứ quay quanh Ngài đến mức độ mà đông đen như thế, không còn một chỗ trống? Đây cũng là chỗ chúng ta phải suy nghĩ. Không ạ? Chúa Giê-xu thời bây giờ, Ngài đi lại trên đất, Ngài làm những công việc gì mà sao mà đi đâu người ta cũng quay kín như thế? Tôi nghĩ rằng không ai đủ rảnh để quay quanh một người mà không tìm thấy một lợi ích gì. Tôi nghĩ rằng họ quay quanh Chúa Giê-xu vì họ tìm thấy một lợi ích gì đó. Chắc chắn là như vậy. Cũng giống như chúng ta hôm nay vậy thôi. Chúng ta sẽ không bỏ 10 cây số, không bỏ tiền mua vé máy bay, không bỏ tiền mua vé tàu, vé xe, bỏ thời gian công việc để đến hội thánh, phải không anh chị em? Chúng ta đến hội thánh nó cũng phải có một cái ích lợi gì đó. Chứ tôi nói thiệt sự, không có ích lợi gì, tôi đảm bảo anh chị em ở nhà ngủ hết trơn, bấm điện thoại cho vui, đến đây làm gì. Chắc chắn là như thế, phải có một ích lợi gì đó. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái bức tranh đó nó không thay đổi cho đến tận ngày hôm nay là thế kỷ 21 rồi. Mặc dù ngày hôm nay tên lửa hiện đại, máy bay, tàu hỏa, cái gì cũng hiện đại hết á, mà con người vẫn cứ cần Chúa Giê-xu. Vì tôi muốn nói với anh chị em một điều, Chúa Giê-xu là giải pháp tổng hợp cho cái thế giới khốn cùng và thiếu thốn này. Chúa Giê-xu là giải pháp, Ngài là câu trả lời cho mọi nan đề. Người bệnh cũng kêu Ngài, người nợ nần cũng kêu Ngài, người buồn cũng kêu Ngài, người khổ cũng kêu Ngài, phải không ạ? Ai cũng có thể kêu Ngài được hết. Và khi kêu Ngài thật lòng thì nan đề của họ được giải quyết. Đó là lý do tại sao mà khi Chúa Giê-xu ở trong nhà thì họ tràn vô, họ quay quanh xung quanh Ngài đến nỗi kín mít luôn, không có chỗ nào vô nữa hết. Người đứng bên ngoài thôi chịu, không thể chen vô được. Anh em tưởng tượng một cái nhà mà đã kín đen hết người rồi, không thể vô được nữa, anh em thấy không ạ? Cho nên họ kiếm Ngài vì họ có quá nhiều nan đề và họ cần Ngài giúp đỡ.
họ cần Ngài giúp đỡ. Đơn giản là dễ hiểu ha. Đó, điều này đúng cho ngày nay luôn. Đúng cho ngày nay. Anh em nhìn ở các nước châu Phi, anh em sẽ thấy có những buổi nhóm lên đến hàng triệu người. Hàng triệu người. Và người ta khiêng đến những cái sân vận động đó, những người què, người mù, người điếc, người ung thư, người sida, người sắp chết, thậm chí là người mà bệnh viện gọi là trả về rút ống thở rồi cũng khiêng đến luôn. Tôi nhớ có một lần tôi xuống Cà Mau, tôi giảng lời Chúa, tôi nghe ông mục sư ông làm chứng. Ông nói mục sư hay lắm mục sư. Cái hội thánh này nó ở giữa con đường từ cái đầu ngõ đến bệnh viện đa khoa. Cho nên là muốn đến bệnh viện nó phải chạy ngang hội thánh. Và rất nhiều khi xe cứu thương nó hú 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 xong nó chui thẳng vào hội thánh luôn. Không đến bệnh viện. Hú xong hú chui thẳng vào hội thánh. Khiêng người xuống để cầu nguyện cho nó không đến bệnh viện. Đó là điều rất là lạ lùng. Cho nên tôi nói cho em. Bởi những dấu kỳ phép lạ xảy ra, bởi những điều mà Chúa Giêsu làm ngày hôm nay, cho nên người ta tìm đến với Ngài. Và cũng giống như câu chuyện đó ngày xưa, rồi người ta khiêng đến cho Ngài một người bị bại liệt. Bốn người khiêng. Bại liệt bốn người khiêng để tìm cách tiếp cận Chúa Giêsu. Anh ta cần sự chữa lành, đơn giản thế thôi. Phải không ạ? Anh ta cần sự chữa lành. Một người bại liệt bốn người khiêng, tức là anh ta như một cái thây ma bất động nằm trên cáng, anh không nhúc nhích được. Có thể là anh nghe được, nhưng mà miệng anh nói không được, tay anh không cử động được. Người ta gọi là lực bất tòng tâm đó anh chị em. Câu này lực bất tòng tâm. Tôi hiểu cái những cái người bại họ có cái cảm giác đó. Muốn nhấc tay lên mà nhấc không được. Cái chân muốn nhúc nhích không nhúc được. Mặc dù cái trí, cái đầu là hiểu được đó, nhưng mà không động đậy được. Anh ta liệt đến mức độ và phải nhờ người khác khiêng. Đó. Tuy nhiên anh chị em, cái việc tưởng rất là dễ, nhưng mà ngày hôm đó lại không dễ chút nào. Đó là bởi vì cái đám đông quá lớn và anh ta không thể tiếp cận Chúa Giêsu lúc này. Bài học gì ở đây thưa ông bà anh chị em? Đây là sự ngăn trở luôn luôn có khi một người cần sự cứu chuộc nơi Chúa Giêsu. Khi anh em quyết định bước một bước đến gần Chúa Giêsu, lập tức anh em bị ngăn trở. Anh em muốn bước một bước đến nhà hàng, đến vũ trường, đến karaoke thì thậm chí nó dọn đường cho anh em đi. Nhưng mà anh em bước một bước để đến gần Chúa Giêsu thì lập tức sao ạ? Đủ thứ khó khăn hết trơn. Đủ thứ khó khăn hết. Cái địa chỉ nó rất là gần như thế này mà đi lòng vòng mãi đi không tới. Thậm chí đi lạc nữa. Anh em thấy không ạ? Nó rất lạ. Anh em có thấy điều đó lạ không? Nó rất là lạ. Tôi đã từng có người làm chứng cho tôi nghe là cái địa chỉ của cái hội thánh nhà muôn dân đó, nó ở cái hẻm đó, mà sao xe nó đi lòng vòng mới đến trưa tìm không ra. Anh em thấy lạ không? Rất là lạ. Bởi vì có một quyền lực. Một quyền lực không thấy được bằng mắt. Nó ngăn trở anh chị em tiếp cận Chúa Giêsu. Nó ngăn trở anh chị em tiếp cận Chúa Giêsu. Nó không muốn cuộc đời anh chị em được thay đổi. Nó không muốn bệnh anh chị em được chữa lành. Nó không muốn nợ anh em được trả. Nó không muốn gia đình anh em hạnh phúc. Nói chung nó không muốn anh chị em được phục hồi để nó không bị nguy hiểm. Không có kẻ thù nào muốn đối phương của mình khỏe mạnh cả. Tất cả nó đều muốn đối phương của mình sao ạ? Bại liệt nằm trên cán như ông này. Nó muốn như thế. Cho nên anh chị em thấy á. Phải không ạ? Đó. Đấy là điều mà chúng ta cần phải ý thức. Mỗi một anh chị em mình ngồi đây phải ý thức. Ngay khi anh chị em quyết định kiêng ăn cầu nguyện để tìm kiếm Chúa, lập tức anh chị em thèm đùi gà với thịt bò rán. Đó là sự thật. Còn bình thường không thèm. Tôi đã từng kiêng ăn 3 ngày rồi tôi biết. Kiêng ăn đến ngày thứ 3 rồi, trong bếp không có gì nhưng mà vẫn có mùi cá rán, mùi thịt nướng nó bay ở đâu á. Rất là thơm, rất là hấp dẫn. Nó là như vậy anh chị em. Nó là như vậy, những cái mùi đó không phải tự nhiên nó có đâu. Thế giới kia nó xả ra để nó cám dỗ chúng ta. Nó nói, nó thầm nói với xác thịt chúng ta rằng mày ngừng đi, ăn vào nó sướng lắm, đừng có kiêng ăn nữa, đừng tìm kiếm Chúa nữa. Và đôi lần, không phải đôi nữa, rất nhiều lần chúng ta thất bại ngay chính chỗ này. Và ngay khi chúng ta thất bại thì cuộc đời chúng ta vẫn sao chép, y như cũ.
Chúng ta ao ước rằng mình được bứt phá, ao ước rằng mình được chữa lành, ao ước rằng mình được khôi phục, ao ước rằng mình được thăng tiến. Nhưng mà chúng ta vẫn sống như cũ và chúng ta nằm đó chúng ta ước. Giống như có một người hay làm kinh doanh, họ hay trách người ta. Họ nói như này: anh muốn tăng doanh thu nhưng mà anh hoàn toàn không thay đổi cách bán hàng, mà anh cứ nằm anh muốn tăng doanh thu. Đó, anh em thấy cái lạ không ạ? Cách bán hàng vẫn như cũ, nhưng mà nằm ước là doanh thu phải lên vài chục tỷ hàng tháng, chứ giờ mới có vài trăm ngàn. Sao được? Chúng ta muốn tăng doanh thu phải thay đổi cách bán hàng. Nếu chúng ta muốn cuộc sống mình thay đổi, chúng ta phải vượt qua khó khăn, vượt qua những cản trở nào nó ngăn mình tiếp cận Chúa Giêsu. Amen chứ? Phải vượt qua. Và đó là chỗ mà thường chúng ta rất mất tỉnh thức. Rất mất tỉnh thức. Chúng ta cứ ráng đi lên, giống như cái đây cái đầu dốc ha. Ráng đi đến đây, đến này gần leo lên tới đây rồi, Satan nó hãy cái tuột xuống. Phải không ạ? Đấy, kiểu đấy. Đây, bò lên tới đây. Kiên ăn đến ngày thứ ba rồi. Bò ở đây. Đến 5 giờ chiều ngày thứ ba, nó thôi mày ăn đi tuột xuống. Phải không chứ? Rồi tuần sau cố gắng nỗ lực. Kiên ăn đến 6 giờ chiều. 6 giờ chiều. Thôi mình làm miếng bánh rán đi, nó sướng lắm, tụt xuống. Và tôi không biết bao nhiêu lần mình tụt xuống như thế. Và cuộc đời mình vẫn y nguyên. Vẫn y nguyên. Anh chị em à, tôi nhắc lại, mỗi bước chân anh em đến gần Chúa Giêsu luôn luôn bị tấn công. Đó là sự thật trong thế giới linh. Chúng ta cần đối đãi nghiêm khắc với thân thể mình, với cuộc sống mình, để chúng ta có thể tiếp cận Chúa Giêsu. Mẹ không ạ? Và ở đây chúng ta trở lại với câu chuyện. Câu chuyện. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Vì người bại nằm trên cáng này như một thây ma, nhưng ông có bốn người bạn rất tốt. Chúng ta suy nghĩ gì về điều này? Chúng ta không thể thành công một mình. Chúng ta cần những người bạn tốt để thành công. Phải anh chị em? Đó là sự thật. Vì vậy, chúng ta hãy hết sức trân trọng những mối quan hệ mà Chúa đưa đến cho mình. Hãy lựa chọn những mối quan hệ tốt, những mối quan hệ trong đức tin, những mối quan hệ kính sợ Đức Chúa Trời, những mối quan hệ thánh khiết và đầy dẫy tình yêu mến Chúa. Và chúng ta hãy trân trọng những mối quan hệ đó. Tôi nói với anh chị em rằng, chúng ta không thể thành công một mình. Có những lúc cuộc đời chúng ta cũng đưa chúng ta đến chỗ bại liệt như người này. Chúng ta vùng vẫy nhưng không ra được. Đúng không? Ông này thì ông liệt tay liệt chân. Nhưng đôi khi chúng ta liệt về tiền bạc có thể có chứ. Chúng ta liệt về mối quan hệ trong gia đình. Chúng ta liệt về chức vụ trong hội thánh. Chúng ta liệt về sức khỏe. Chúng ta liệt về nhiều điều. Cho nên có thể chúng ta không bại liệt như ông này, nhưng chúng ta bại liệt về tinh thần. Chúng ta không nhấc tay nhấc chân lên được. Chúng ta bế tắc, chúng ta tuyệt vọng. Chúng ta đi bên phải cũng được, bên trái cũng được, đằng trước, đằng sau cũng không được. Chúng ta nằm yên một chỗ. Và đó là lúc chúng ta cần bốn người bạn có đức tin. Amen chị em. Cho nên đó là lý do hội thánh cần sự thông cấp. Đó là lý do anh chị em mình cần đừng bỏ sự nhóm lại. Amen ạ. Đó là lý do chúng ta phải có ở với nhau. Mỗi một hòn than rời rạc thì rất dễ bị dập tắt. Nhưng nếu chúng ta là những hòn than đứng lại với nhau thì sao anh chị em? Rất khó dập tắt ạ. Hebrew khuyên chúng ta đừng bỏ sự nhóm lại. Chúng ta cần mỗi thông công anh em. Tôi cần anh em và anh em cũng cần tôi. Chúng ta cần nhau. Và khi chúng ta có nhau thì chúng ta thực sự sao ạ? Làm được điều mà mình muốn làm, dù mình có bại liệt đi chăng nữa. Anh em hãy trở lại với câu chuyện. Người bạn này nằm trên cáng rồi, nhưng mà cảm ơn Chúa, anh có bốn người bạn có đức tin. Và tôi muốn nói với anh chị em rằng là người có đức tin thì luôn tìm thấy lối thoát dù trong tuyệt vọng. Người có đức tin luôn tìm thấy giải pháp dù trong bế tắc. Người có đức tin thì luôn luôn làm ra một cái sự đột phá nào đó, mặc dù không thấy một sự đột phá nào bằng con mắt này.
Anh em để ý trong câu chuyện ha. Người có đức tin luôn có cách tiếp cận Chúa Giêsu. Và lạ không? Họ nghĩ ra một cái cách mà không ai nghĩ ra. Họ dỡ mái nhà để họ đi xuống. Tôi nghĩ là đôi khi chúng ta không thể nghĩ ra cái cách này. Mặc dù nó rất đơn giản nhưng mà chúng ta không có đức tin thì không thể nào nghĩ ra. Cho nên ngày hôm nay khi anh em đến đây để tìm kiếm Chúa, có thể anh em bị cản trở rất là nhiều, đúng không ạ? Anh em bị cản trở đủ đường hết. Anh em bị gặp rất nhiều khó khăn. Anh em bị cản trở nào là đường xá xa xôi, có khi trời mưa trời gió, có khi là bắt xe không được, có khi là người nhà không cho đi, có khi là hội thánh bảo là thế này, bảo là thế kia, đủ kiểu hết. Nhưng mà tôi nói với anh em rằng người có đức tin thì luôn có mặt tại chỗ này. Tôi chúc mừng đức tin của ông bà anh em. Amen ạ. Người có đức tin luôn có lối thoát. Người có đức tin luôn có lối thoát. Đó. Chị ạ. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Vì vậy, chúng ta thấy rằng họ đã dỡ mái nhà để đưa người bài xuống. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích cái hiện tượng này một chút để chúng ta học tập. Chúng ta học tập. Thứ nhất á, nếu mà một người không nhiệt tình thì chắc chắn họ bảo là thôi anh bài ơi, hôm nay tôi đưa anh về đi cho rồi, chứ bây giờ người ta đông quá, không ạ? Anh về anh ráng anh liệt thêm thời gian nữa, mình tìm cơ hội khác nha anh bài. Thì tôi nghĩ anh kia cũng chớp chớp mắt thế thôi, chứ còn có nói năng gì được đâu, phải không ạ? Có thể lúc đó tôi nghĩ là nước mắt anh nó chảy ra một giọt để cho ra cái dấu hiệu là cũng buồn quá, bế tắc. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái lòng nhiệt tình á khiến chúng ta không bỏ cuộc. Anh em cảm ơn ạ. Khi chúng ta làm điều gì mà có cái sự đam mê nhiệt tình á, nó khiến chúng ta không bỏ cuộc. Chúng ta vẫn tiếp tục dấn thân tới. Nhưng mà lòng nhiệt tình này nó đến từ đâu? Câu hỏi là lòng nhiệt tình này đến từ đâu? Tôi không tin là bốn người bạn này không yêu thương cái người bài nằm trên cát. Tôi không tin điều đó. Tôi cho rằng bốn người bạn này, tôi không biết là mối quan hệ của họ với người bạn này là gì. Có thể là anh em họ hàng hay là bạn bè ngày xưa chơi đá bóng đánh bi với nhau, tôi không biết. Nhưng mà tôi biết chắc một điều rằng họ rất yêu thương cái người nằm trên cán kia. Anh chị em có amen điều đó ạ? Vì thế, ở trong Galati chương 5 câu 6 có chép: vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại phép cắt bì hoặc là không chịu cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Chính tình yêu ở trong lòng chúng ta thúc đẩy chúng ta hành động cho Đức Chúa Trời. Chính tình yêu trong lòng chúng ta thúc đẩy chúng ta phục vụ Chúa, phục vụ người khác. Và tôi nghĩ rằng chỉ có sự phục vụ đó nó mới đem đến kết quả cuối cùng. Còn nếu chúng ta phục vụ Chúa vì bất cứ động cơ nào khác thì nó sẽ bị sụp đổ theo thời gian. Tình yêu thương phải là động cơ để thúc đẩy chúng ta. Và tôi cho rằng bốn người này có lòng nhiệt tình, và lòng nhiệt tình đó được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Anh em tưởng tượng đi, khi anh em có một người nhà bị đau yếu như trường hợp này, không ạ? Anh em có người vợ, người chồng bị bại liệt như thế này. Anh em có người con bị bại liệt như thế này. Anh em có người cha, người mẹ bị bại liệt như thế này. Tôi nghĩ rằng anh chị em sẽ yêu thương cái người thân của mình hết mực. Và anh chị em có bỏ cuộc không ạ? Chắc chắn là không. Không bao giờ bỏ cuộc. Anh chị em nên tìm mọi cách để đưa họ đến trước mặt Chúa Giêsu. Vì thế đó, anh chị em à, hãy nuôi dưỡng tình yêu trong tấm lòng, để chúng ta có thể thành công tối đa trong vương quốc của Đức Chúa Trời và luôn gặp gỡ Chúa Giêsu. Sự nhiệt tình, tình yêu thương thì thúc đẩy và tìm ra giải pháp. Tuy nhiên chưa hết. Nha, tôi muốn nói một chút ở đây nữa để cho chúng ta có cái kinh nghiệm ở trong đời sống đức tin. Chưa hết đâu. Tôi hỏi anh em một câu rất đơn giản thôi.
Bộ người ta để yên cho anh em dỡ mái nhà dòng xuống à? Em tưởng nhà anh em vừa xây mất 1 tỷ, có ông khiêng 4 người bài để ông leo ông dỡ mái nhà anh em để yên à? Dễ đâu, đâu phải muốn dỡ mái nhà là dỡ. Tôi đang muốn nói một điểm nữa. Tình yêu thương thật đó, nó phải dám trả giá cho hành động của mình. Dám trả giá. Chắc chắn rồi, 4 người bài này phải đi thương thuyết với chủ nhà. Anh ơi, bây giờ cấp bách quá, không phải gặp Chúa Giê-xu là dễ đâu. Tôi rất muốn Chúa chữa lành cho người này, cho nên anh ơi, cho phép tôi dỡ mái nhà cũ của anh đi, tôi sẽ xây lại mới cho anh. Ông chủ nhà amen không? Amen quá đi chứ. Cái nhà thì rách nát rồi, giờ nó dỡ nó xây lại cho cái khác sướng, không ạ? Amen liền. Amen liền. Cho nên khi chúng ta dám trả giá, dám bỏ chi phí, thì đó là đức tin dẫn chúng ta đến trước mặt Chúa Giê-xu. Anh chị em ạ, đôi khi chúng ta phục vụ Chúa mà chúng ta tính toán quá. Wow, đi chuyến này mất mấy triệu, thôi khỏi đi đi. Không ạ? Này, tốn tiền taxi quá, không được. Thôi, ở nhà coi Facebook được rồi. Đôi khi thế đó, mấy anh em trên Facebook có nghe không ạ? À? Ở nhà coi Facebook được rồi, tốn lắm. Đến hội thánh nhà muộn dần tốn quá. Thôi, live stream được rồi, tiện lợi. Hồi thứ 6 vô Zoom được rồi, khỏi tốn xu nào. Tốn thôi. Nhưng mà tôi nói anh em á, anh em dám trả giá thì đức tin sẽ dẫn anh em đến gặp Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa, đó là sự thật. Chúng ta hãy nói sự thật. Và sự thật thì đôi khi nó hơi đụng chạm chút, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Amen chứ. Vẫn là sự thật. Đó là sự thật. Chúng ta trả giá thì đức tin chúng ta có cái sức mạnh để dẫn chúng ta đến trước mặt Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu luôn đánh giá những đức tin kiểu đó. Những đức tin được thúc đẩy bởi tình yêu, những đức tin nhiệt thành nhiệt tình, và những đức tin dám trả mọi giá để được Chúa Giê-xu. Trong Kinh Thánh chép rằng, khi các ngươi tìm ta và tìm ta hết lòng thì sẽ gặp ta. Làm sao chúng ta có thể nói rằng con tìm Chúa hết lòng mà con vẫn đang tính tính mấy đồng trong túi xem thử nó có thiệt hại gì không? Đâu thể được anh chị em. Có thể chúng ta tiếc thời gian, tiếc sức lực, không ạ? Tiếc cái thú vui, tiếc trò chơi, tiếc tiền bạc, tiếc đủ thứ. Anh chị em à, hãy trả giá, vì thiên đàng có giá trị gấp vạn lần những điều trên đất này. Chúa dùng những cái thứ trên đất này để thử thách tấm lòng của chúng ta, để kiểm tra tấm lòng của chúng ta đối với Ngài như thế nào. Và cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cuối cùng tôi nhìn thấy rằng 4 người này có tình yêu, 4 người này có lòng nhiệt thành, 4 người này tìm ra giải pháp, và 4 người này dám trả giá, và đức tin đó đã dẫn họ đến trước mặt Chúa Giê-xu. Chưa hết đâu anh chị em, chưa hết đâu. Có một câu rất là hay ở đây, tôi muốn đọc lại cho anh chị em nghe. Câu 5: Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, không ạ? Thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Chúa Giê-xu thấy đức tin. Một cái đám đông quay quanh Ngài, họ có đức tin không anh chị em? Không có, làm sao họ quay quanh? Nhưng kỳ lạ thay, Chúa Giê-xu thấy đức tin của 4 người này. Khác à? Có cái gì đó rất khác. Có cái gì đó rất khác. Họ trở nên khác biệt trong cái đám đông quay quanh Chúa. Nó giống như câu chuyện người đàn bà mất huyết vậy đó. Anh chị em đọc câu chuyện đó chưa? Một đám đông quay quanh Chúa Giê-xu, đụng vào trong áo Ngài, chằng xé Ngài, kéo Ngài, nhưng mà Chúa không hề nhúc nhích. Nhưng mà riêng người phụ nữ mất huyết này đụng vào thì Chúa Giê-xu nói: Ai vừa đụng đến ta? Mấy ông sư đồ bảo: Ôi, Chúa mình hôm nay làm sao ấy nha. Khó hiểu. Nói những lời khó hiểu, đúng không ạ? Nhưng trong câu chuyện này cũng vậy. Hàng ngàn người quay quanh Ngài, họ có đức tin, họ chạy đến với Ngài.
Nhưng mà riêng bốn người này thì Chúa Giê-xu nhìn thấy đức tin của họ và Ngài phán. Anh chị em ơi, có một loại đức tin thu hút sự chú ý của Đức Chúa Trời. Đó là đức tin được thúc đẩy bởi tình yêu. Đó là đức tin được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành chân thành. Đó là đức tin dám trả mọi giá cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi nói với anh chị em rằng đức tin đó thu hút sự chú ý của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Thu hút sự chú ý. Tôi khích lệ anh chị em, tất cả chúng ta hãy sống với đức tin đó. Sống với đức tin đó. Và Chúa Giê-xu phán ngay: tội lỗi con đã được tha. Tội lỗi con đã được tha. Dạ. Lạ chưa? Sao Chúa không nói ngay: hỡi anh bạn kia đứng dậy đi cho rồi, lại còn nói tội lỗi ngươi đã được tha. Phải không ạ? Chỗ này cũng khiến chúng ta suy nghĩ chứ bộ. Phải suy nghĩ chứ. Dĩ nhiên là rất là nhiều người giảng ở chỗ này, và tôi cho rằng anh chị em cũng đã nghe chỗ này, là giảng rằng là tội lỗi là gốc rễ của bệnh tật, cho nên là Chúa phải xử cái gốc trước. Cái bài giảng này thì giảng nhiều rồi, nhưng hôm nay tôi muốn anh chị em thấy một chỗ khác. Rõ ràng ở đây đó, tôi không nói điều đó là sai. Tôi không nói rằng là bệnh tật liên quan đến tội lỗi là sai. Không, điều đó đúng. Nhưng mà không phải không có những ngoại lệ. Không phải không có những ngoại lệ. Cái thời mà Chúa Giê-xu sống đó, các rabbi của người Do Thái á, họ tin rằng mọi những đau khổ của con người đều liên quan đến một tội lỗi nhất định, và nhất là trong bệnh tật. Thậm chí những rabbi của người Do Thái, họ có cả một cái danh sách anh chị em. Bệnh phung thì tội gì? Bệnh màu gà thì tội gì? Bệnh giang mai thì tội gì? Bệnh phổi, bệnh tim thì tội gì? Họ có một cái danh sách. Và khi ai bệnh cái gì thì họ xử tội đó thôi. Mà mày ông này rồi xong rồi nhá, ăn năn đi. Họ có danh sách như thế. Cho nên là đối với cái người bại này, chắc chắn rồi, họ sẽ nghĩ rằng ông này thôi chắc chắn rồi, ông làm cái trò gì đó đen tối lắm, ông mới bại kiểu như thế này, bại mày nhấc tay nhấc chân lên không được, thế là căng rồi. Họ nghĩ như thế. Và tôi cho rằng Chúa Giê-xu không phải vô tình Ngài nói câu này. Không phải vô tình mà Ngài nói trong trường hợp này rằng tội ngươi đã được tha. Nhưng Ngài đang muốn nói thêm một cái nữa. Ngài muốn nói thêm một cái nữa. Đó là Ngài không có định tội cho cái người bị bại liệt này là bị tội lỗi. Ngài không có nói cụ thể là do anh phạm tội nên anh bị bệnh. Chúa không có nói như thế. Nhưng Chúa chỉ đơn giản nói là tội anh được tha. Vậy thôi. Chứ Chúa không có nói là anh kia, anh phạm quá nhiều tội cho nên anh bị bại liệt, bây giờ tội anh được tha rồi. Chúa không có nói thế nha anh chị. Chúng ta hãy phân biệt ngay cái chỗ này, để chúng ta có được một cái nhìn sáng hơn về những cái vấn đề. Tôi đồng ý có những bệnh tật liên quan đến tội lỗi, có những tội lỗi dẫn đến bệnh tật, nhưng không phải tất cả. Nhưng không phải tất cả. Ví dụ như trong Dân chương 9 câu 1 đến câu 3, Đức Chúa Giê-xu vừa đi qua, thấy một người mù từ thỏ sanh ra. Các môn đồ hỏi Ngài rằng: thưa Thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ người đã phạm tội, nhưng ấy là để cho việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên từ cái chỗ này, tôi nghĩ rằng mình đừng có mix giữa hai cái việc ở trong cái chuyện người bại này với tội lỗi của ông ấy. Không, Chúa không nói như vậy. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu lại nói rằng: này anh kia, này con, tội con đã được tha? Tại sao Chúa Giê-xu lại nói như vậy? Nó có một cái lý do. Nó có một lý do. Lý do này tôi muốn nói rằng sự tha thứ tội lỗi trong mắt Đức Chúa Trời đó, nó là một sự mở trói. Nó là một sự mở trói. Nó là một sự giải phóng. Nó là một cái sự nhìn nhận, tiếp nhận một con người trở lại với Đức Chúa Trời. Nó là một cái hành động mà đón nhận một cách vô điều kiện một con người trở lại với Đức Chúa Trời. Mở dây trói, mở ra những cái quyền lực tối tăm trên họ được mở ra,
để cho họ được soi sáng. Đây là chỗ mà Chúa Giêsu muốn nói. Chúa Giêsu chưa khẳng định, Kinh Thánh cũng không nói rõ là ông này có phạm tội hay không nha, không nói. Nhưng Chúa Giêsu chỉ nói rằng là Kinh Thánh không nói rõ là ông này có phạm tội đến mức dẫn ông bị liệt hay không nha, không. Nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng ông này cần được tha thứ tội lỗi, vậy thôi. Và tôi hỏi anh chị em rất đơn sơ, trong tất cả chúng ta ngồi đây, có người nào là sống thánh khiết hoàn toàn không? Đấy. Thế thì có gì phải thắc mắc là sao ông này phải được tha tội, phải không chị? Nếu một người không bại liệt mà đứng trước mặt Chúa, thì Chúa cũng nói tội con đã được tha, thế thôi. Không thắc mắc. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng, khi Chúa Giêsu nói lời tha tội, là Ngài đã mở cửa ra để đón người bại này trở vào lòng của Ngài. Đó là hành động thứ nhất. Người bại này thực sự có cơ hội để tiếp cận trong thế giới linh với con của Đức Chúa Trời. Thế giới thật thì mình rờ, mình chạm, đúng không ạ? Nhưng thế giới linh là khác à? Thế giới tinh thần nó khác à? Chỉ khi nào chúng ta được tha thứ, chúng ta mới có thể đến gần Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Đó là sự thật, đúng không ạ? Vì sao vậy? Thi Thiên chương 1 câu 5 câu 6 chép như thế này: Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đón xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Thi Thiên 24 câu 3 câu 4 chép: Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ đứng nổi trong nơi thánh Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, chẳng hướng linh hồn mình về sự hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Cho nên ở tại điểm này, tôi đang nhìn đoạn Kinh Thánh này với một cách khác, một cách tiếp cận khác. Đó là người bại này cần được tha thứ để cho ông ấy được tiếp cận Đức Chúa Trời, để cho ông ấy được đứng trong chỗ hiện diện của Đức Chúa Trời, để cho ông ấy được nhìn nhận rằng ông được đứng trong hội của những người thuộc về Đức Chúa Trời. Amen ạ. Bây giờ tôi hỏi anh em, muốn chữa bệnh mà người ta đóng cửa bệnh viện không cho anh em vào thì chữa kiểu gì? Amen không? Họ đóng cửa bệnh viện không cho anh em vô thì anh em chữa kiểu gì? Cho nên người bại này trước khi được chữa lành, ông ấy phải được tiếp cận Đức Chúa Trời. Ông ấy phải được ở trong hội của người công bình. Ông ấy phải đứng trong hàng ngũ của Đức Chúa Trời. Rồi sau đó cái chuyện chữa tính sau, có đúng không ạ? Cái chuyện chữa đâu không biết, nhưng trước hết phải vô bệnh viện bút giấy nhập viện nằm đó đã, rồi bác sĩ sẽ tính tiếp, có đúng không? Đó là sự thật. Cho nên ông bà anh chị em ạ, rất quan trọng trong cuộc sống của mình là tội mình phải được tha thứ. Tôi không biết anh chị em có năng đề gì. Anh chị em có năng đề trong gia đình, năng đề trong tài chánh, năng đề trong bệnh tật, năng đề gì tôi không cần biết. Nhưng cái đầu tiên là tội của mỗi chúng ta phải được tha thứ. Để cho Đức Thánh Linh có thể sao ạ? Tiếp cận chúng ta. Để Đức Thánh Linh có thể hiện diện trên chúng ta. Để Đức Thánh Linh có thể đem lại sức sống cho chúng ta. Để Đức Thánh Linh có thể truyền cái sự phục hồi của Ngài vào trong chúng ta. Thì chúng ta mới có cơ hội được chữa lành, được thăng tiến, được bứt phá, được khỏe mạnh và được giải thoát ra. Đó là chỗ mà chúng ta nhìn thấy. Cho nên buổi sáng hôm nay, tôi muốn dùng lời này để khích lệ tất cả chúng ta ngồi đây. Chúng ta cần sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Nếu như anh chị em vẫn cầm giữ tội lỗi bên trong, anh chị em vẫn cầm giữ sự cay đắng bên trong, anh em vẫn cầm giữ sự vấp phạm bên trong, anh em vẫn cầm giữ những cái sự tiêu cực thất bại bên trong, anh em vẫn giữ những tội lỗi đó cho mình, thì anh em ơi, chúng ta không được tiếp cận Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do tại sao bệnh mình không được chữa lành, nan đề mình không được giải quyết, mối quan hệ mình không được phục hồi, và nhiều cái nó vẫn y như cũ, mặc dù mình đi hội thánh rất đều, không bỏ buổi nhóm nào, mà nan đề vẫn cứ nan đề. Vì tội chúng ta chưa được tha. Đầu tiên phải tha thứ tội lỗi.
không quan trọng là cái tội đó nó có liên quan gì cái năng đề anh chị em không. Tôi không quan trọng nhé. Tôi không nói là người bại này phạm tội cho nên ông mới bị bại không. Tôi không nói điều đó. Nhưng đảm bảo một điều rằng bất kể người nào muốn Đức Chúa Trời giải quyết năng đề của mình thì người đó trước hết phải được tha thứ tội lỗi cái đã. Đó là lẽ thật mà chúng ta cần phải lãnh hội ngày hôm nay. Đấy là chỗ rất là quan trọng, phải anh chị em thấy không? Đó. Công vụ chương 2 câu 38 cũng nói rất rõ chỗ đó để khẳng định lẽ thật này. Phi-rơ trả lời rằng ai nấy phải hối cải, phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Anh chị em thấy chưa? Khi tội chưa được tha, làm sao anh em đầy dẫy Thánh Linh? Khi tội chưa được tha, làm sao anh em có thể tiếp cận sự vui mừng, bình an, sức sống, sức phục hồi của Đức Thánh Linh? Đó là lý do tại sao mà chúng ta đến buổi nhóm nhiều lần nhưng mà chúng ta không thấy một sự động chạm bứt phá nào. Người khác thì nước mắt chảy ràn rụa, người khác thì được Thánh Linh thăm viếng, người khác thì được chữa lành, còn mình thì cứ như tivi đèn trắng đứng khoanh tay này. Chả hiểu có ai chạm gì, còn tôi sẽ cứ trơ trơ như thế này. Rồi xong rồi. Chúng ta phải coi lại mình. Mình có hạ lòng không? Mình có thực sự muốn loại bỏ những điều tối tăm trong đời sống mình không? Hay là chúng ta chỉ đến hội thánh để tìm kiếm một cái gì đó rất là đặc biệt theo cái kiểu là chó táp nhầm rồi. Thôi để nó may ông một sư ông gõ cho ăn cái đời tôi lên hoa. Không có chuyện đó đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta đến đây không phải để tìm con người mà tìm anh chứ. Chúa, quan trọng là Thánh Linh có chạm anh chị em hay không, amen. Còn nếu Thánh Linh không chạm thì tôi có ghi đầu anh chị em xuống sàn xi măng này vẫn như cũ đó. Chẳng giải quyết gì cả. Chẳng giải quyết gì. Cho nên đây là chỗ mà chúng ta cần phải học bài học về cái nguyên tắc của đức tin, nguyên tắc của một cái đời sống được Đức Chúa Trời nâng đỡ và khích lệ. Chúng ta đừng đi tìm những con người để nhờ người đó gõ lên đầu mình, rồi mình được bứt phá, mình được Thánh Linh đầy dẫy, mình được thế này thế kia. Không, chúng ta phải đi tìm để nói với Chúa rằng Chúa ơi hãy chạm con. Con cần Ngài, con cần sức sống của Ngài, con cần sự chữa lành của Ngài, con cần sự giải cứu của Ngài. Chúa hãy tha thứ tội lỗi cho con. Amen chị em. Đó là chỗ mà cái cách tiếp cận chúng ta đúng nhất. Còn diễn giả, mục sư, những người mà Chúa dùng chẳng qua là cái công cụ trong tay Chúa thôi. Không ạ? Nếu hôm nay Chúa thích, Chúa dùng cái cây chổi, Chúa đập bên đầu anh chị em. Mai Chúa không thích, Chúa dùng quyển vở, Chúa đập bên đầu anh chị em. Mốt Chúa dùng cái gì đó không quan trọng. Hôm nay Chúa thích là Chúa dùng tôi, mai Chúa không thích, Chúa dùng người khác. Tất cả không quan trọng. Nhưng quan trọng anh chị em phải có đức tin để tiếp cận Đức Chúa Trời. Đó là chỗ quan trọng nhất. Và tôi nhắc lại, tội lỗi chúng ta phải được tha thứ. Phải được tha thứ bằng một cái tấm lòng ăn năn. Và tôi nói cái đức tin mà tôi vừa chia sẻ với chị em đó, cái đức tin đó đó, nó dẫn chúng ta đến sự tha thứ. Khi một người hết lòng tìm đến với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời tha tội cho người đó. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Hết lòng. Một người hạ lòng khiêm hạ và nói Chúa ơi con cần Ngài, mọi giá con cần Ngài. Khi anh em có đức tin đó một cách nhiệt thành, tự động tội lỗi anh em được tha. Bởi vì lời Chúa chép rằng người công bình thì sống bởi đức tin của mình. Đức tin của mình. Khi anh em có đức tin, Chúa kể anh chị em là công chính. Tôi cho rằng cái người mà không ăn năn tội lỗi nó không thể có đức tin kiểu đó được. Không cả. Người có lòng ăn năn đã dẫn người đó đến với đức tin. Và chính đức tin dẫn anh em đến chỗ được tha thứ. Rất là diệu kỳ. Và sau đó anh chị em thấy rồi phải không ạ? Dĩ nhiên hôm nay chúng ta không có đủ thời giờ để mình nói đến cái chuyện là mấy cái ông thông giáo kia ông chỉ trích Chúa. Tại sao là Chúa thế này thế nọ thế khác, có quyền tha tội thế này thế nọ. Chúng ta không đủ thời giờ để nói đó. Nhưng tôi muốn nói với một cái điểm rất đặc biệt nữa anh chị em nè. Khi anh chị em là người đầy dẫy Thánh Linh nha, đầy dẫy Thánh Linh, thì anh chị em có cái thẩm quyền
để đem sự sống cho người khác. Tôi chứng minh điều đó cho anh chị em nha. Dân chương 20 câu 22 đến 23. Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi lên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, kẻ nào mà các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Em thấy chưa? Đây không phải Chúa, mà Chúa đang chuyển giao cái quyền đó cho ai? Cho môn đồ của Ngài, cho những người theo Ngài. Nghĩa là ngày hôm nay anh chị em và tôi là những người đầy dẫy Thánh Linh, một người sống và phục vụ Chúa bởi Thánh Linh. Anh chị em có quyền để đem sự sống của Đức Chúa Trời để chuyển giao, để khai mở, để cho người khác được tiếp cận. Đó là sự sống của Đức Chúa Trời ở trên anh em. Anh em đầy dẫy Thánh Linh thì sự sống của Ngài ở trên anh em. Và anh em có thể đem điều đó để chuyển cho người khác, chạm đến người khác, và người ta cũng được tha thứ tội lỗi. Đặc biệt chưa? Anh em thử tưởng tượng đây, sẽ thấy trên thực tế, khi anh em đến gần tiếp cận những người được sức dầu của Đức Chúa Trời, tôi nói anh em rơi nước mắt liền. Anh em được cảm động liền. Mọi tội lỗi trong anh em là tự nhiên nó trào lên hết liền. Em thử đi sẽ thấy. Anh em chỉ gần những người được sức dầu, anh em sẽ thấy điều đó. Rất là lạ nha. Đây là chỗ rất là đặc biệt mà tôi muốn nói. Cho nên những người thầy thông giáo, những người Pharisee chỉ trích Chúa Giêsu, nói rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời có quyền tha tội, còn người là ai mà lại cũng có quyền tha tội. Nhưng hôm nay tôi muốn nói một điều, dĩ nhiên tôi đồng ý Đức Chúa Trời duy nhất có quyền tha tội. Nhưng khi Thánh Linh đầy dẫy trên anh em mình, thì người khác, một tội nhân khác, khi tiếp cận với người đầy dẫy Thánh Linh, khiến họ cũng được tha thứ tội lỗi. Tôi nhớ có một lần, một nhà truyền giáo rất nổi tiếng, tôi quên tên rồi. Ông là một người đầy dẫy Thánh Linh, rất đầy Thánh Linh. Và một lần nọ, ông đi trên một chuyến tàu để ông đi rao giảng. Thì chuyến tàu của ông ngưng lại nghỉ ở một cái làng nọ. Và trong cái lúc nghỉ đó thì ông vô trong cái cabin của tàu họ, ông quỳ gối, ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi ông cầu nguyện xong và ông bước ra khỏi cabin đó, thì ông thấy la liệt người ta ở trên cabin tàu đó đang khóc lóc ăn năn tội lỗi: Chúa ơi, cứu con cho, con khổ quá, chịu không nổi. Đó. Khi ông cầu nguyện, Đức Chúa Trời hiện diện, thì tất cả những người xung quanh ăn năn tội lỗi hết. Đó là một điều siêu nhiên. Ngày hôm nay, anh em hãy biết mình là ai ở trong Chúa. Giống mấy bài giảng trước tôi giảng rồi. Anh em là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong và ở trên chúng ta. Khi chúng ta đầy dẫy Thánh Linh, chúng ta có thể toát sự sống đó ra xung quanh. Và chính sự sống đó khiến người ta ăn năn tội lỗi, khiến cho người ta được tha thứ, khiến người ta được giải cứu, khiến người ta được chữa lành. Đó là sự thật. Anh em hãy nhìn nhận điều này và phấn đấu trên đời sống của mình. Amen ạ. Phấn đấu. Vì nếu chúng ta không biết lẽ thật này, chúng ta sẽ không sống với lẽ thật này. Chúng ta nghĩ rằng mình bị giới hạn. Nhưng tôi nói với anh chị em rằng, tôi và bạn chị em không có giới hạn nào cho người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Không giới hạn nào. Hãy tiến tới một điểm. Và điểm cuối cùng anh chị em, chúng ta sẽ nói để kết thúc sứ điệp ngày hôm nay. Sau khi tranh luận một hồi, Chúa Giêsu nói với người bại rằng: người hãy đứng dậy, vác giường người mà đi. Và ngay lập tức người bại đứng dậy, vác giường chồng mình đi về. Cái chỗ này cũng cần học hỏi anh chị em. Sao Chúa Giêsu không nói như thế này? Anh em thử suy nghĩ đi. Sao Chúa Giêsu không nói là: người bại kia, con đã được tha tội rồi, con hãy bỏ giường trọng đó đi về nhà đi. Sao Chúa không nói thế? Tự nhiên vác cái giường đó làm chi? Cái giường đó nằm bao nhiêu năm tôi thiệt. Người bại mà nằm đôi khi sao? Nó làm sao anh chị em biết không? Nó lỡ lét ở dưới lưng nè. Đúng không? Lỡ lét dưới lưng. Cái giường đó cũng chả thơm tho gì. Nhưng mà sao Chúa bảo người vác cái giường đó đi về? Sao không vứt đi ra rồi? Đây là chỗ mình phải suy nghĩ. Tôi hoàn bàn chém luôn luôn phải đi trong sự khiêm nhường và biết mình xuất thân từ đâu. Amen không ạ? Biết mình xuất thân từ đâu. Có thể hôm nay nhờ ơn của Chúa, anh chị em trở nên một người rất tuyệt vời, nhiều người hâm mộ,
anh chị em trở nên một người giàu sang, trở nên một người nổi tiếng, trở nên một người đầy ơn, trở nên một người hạnh phúc tươi cười, một người mà nhiều người mến mộ và hâm mộ cuộc sống của anh chị em. Nhưng đừng quên, anh em có một xuất thân từ một tội nhân cần được Đức Chúa Trời tha thứ. Và khi cái giường trọng đó vẫn còn trên mình, thì luôn khiến mình nhớ lại mình từ đâu. Nhớ lại mình từ đâu. Để làm chứng cho mọi người biết rằng, đó, cuộc sống tôi trước như thế này nè, bây giờ tôi được như thế này. Cho nên Chúa Giê-xu sai người bạn này hãy vác cái giường anh mà về, để khi anh đi diễu hành qua những cái làng, cái phố của anh đó, người ta biết rằng, à, đây là một người như một cái thây ma nằm trên cái giường, bây giờ được Chúa Giê-xu phục hồi. Tôi và bạn chị em hãy sống và làm chứng để cho người xung quanh biết anh chị em có một quá khứ tồi tệ như thế nào và hiện nay có một cuộc sống tốt đẹp ra làm sao nhờ Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Đôi khi có những người xấu hổ về quá khứ của mình, không dám kể, không ạ? Không dám làm chứng rằng là trước đây tôi xấu xa ra làm sao, tôi ô uế như thế nào, tôi tà dâm như làm sao, tôi ăn trộm ăn cắp như thế nào, tôi đâm chém như thế nào, vân vân. Không, chúng ta cần để cho thiên hạ biết trước tôi thế nào và nay tôi thế nào. Và cuối cùng ai được vinh hiển anh chị em? Chúa được vinh hiển. Chúa được vinh hiển. Chúng ta đừng xấu hổ khi làm chứng cho Chúa. Chúng ta hãy lấy làm vinh dự để trở thành một con người được đổi mới cho Chúa Giê-xu. Amen anh chị em? Đó là chỗ mà tôi muốn nhắc nhở trong câu chuyện ngày hôm nay. Có rất nhiều điều chúng ta học trong câu chuyện này, nhưng vì có thời gian, chúng ta chỉ học một vài điều đó thôi. Và điểm cuối cùng tôi muốn khích lệ tất cả hội thánh ngày hôm nay là gì? Hãy có đức tin đúng đắn nơi Chúa. Hãy nhiệt thành, đầy tình yêu và dám trả bất cứ giá nào để bước đến gần Chúa Giê-xu. Amen chị em. Khi em bước đến gần Chúa Giê-xu, tội chúng ta được tha thứ, ánh sáng mở ra, chúng ta được tiếp cận với Thánh Linh của Đức Chúa Trời và mọi điều trong chúng ta sẽ tức khắc được phục hồi. Tức khắc được phục hồi. Anh em có muốn điều đó xảy ra cho mình hôm nay không? Có muốn không ạ? Chắc chắn rồi. Tôi nói với anh chị em rằng hôm nay tất cả chúng ta đang ngồi ở đây, mỗi người mỗi hoàn cảnh, như tôi đã nói đó, mình có thể không bại liệt như người này, nhưng có thể mình bị tê liệt ở chỗ nào đó trong cuộc sống của mình. Cái điều mà chúng ta cần buổi sáng hôm nay là mỗi một người hãy vượt qua ngăn trở của mình để đứng trước mặt Chúa Giê-xu hôm nay một cách cá nhân. Amen không? Một cách cá nhân. Chúng ta có rất nhiều người ở đây, nhưng mà Chúa Giê-xu sẽ đến đứng trước mặt anh chị em một cách cá nhân. Bởi nếu anh chị em có đức tin đấy nha, anh chị em có lòng nhiệt thành đấy Ngài, anh chị em có tình yêu của Ngài, hôm nay anh chị em sẽ trong thế gian linh, anh chị em sẽ dẫn tới và đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Và tôi tin rằng phép lạ sẽ xảy ra tức thì. Amen chưa? Chúng ta tất cả đồng đứng giờ này được không ạ?